bắt ớt này vào để muối, trời mưa quá. Nứt hết rồi. Bớt về muối. Mưa quá mà nứt hết. Sợ thật. Làm cả nấm này. Thêm vài quả nữa là được. Còn nhiều. Còn nó sai đi. Ớt này nó gọi là ớt Nhật. Cay lắm các bạn. Cực kỳ cay luôn. Này và cho một phần ớt với 4 phần măng. Măng tươi ạ. Cay lắm. Quả to. Chắc đây thêm quả ớt tươi. Cực kỳ tươi luôn. Bạn thêm măng chua. Nhớ cái măng chua này là măng tươi, măng chè. Đấy, mấy nhánh tỏi. Còn mùa đông này thì mình sẽ cho nhiều ớt lên vì măng ớt thì tùy thôi. Mình thích măng nhiều hơn ớt. Đó, các bạn cho cái tất cả ba cái thứ này vào. Xong các bạn bổ đôi ớt này ra, nhưng mà cẩn thận nó cay vào mắt đấy. Mình cho ớt trước. Đấy, cho lớp ớt này vào. Ớt cả đồi cay lắm. Đấy, cho lớp ớt vào. Đấy, trong lớp ớt xong lại trong lớp măng. Măng này là măng tre tươi nhé, không được luộc, để sống lại ngâm chua 3 ngày, rửa sạch đi, bắt khô rồi. Đấy. Cứ như vậy. Cho lớp ớt lớp măng. Cứ lần lần như vậy, xong đó là pha muối. Đấy, cho vào đây. Đây là khoảng 250 ml nước với một thìa muối, khoảng một thìa muối giò, khoảng 10 g muối này, cho vào quấy đều. Đây có một chút rượu trắng, ở trong này có chút rượu trắng nhé. Đổ cái này vào đây để ngập thì là xong, này là hoàn thành. Đấy, như này là xong. Cho dung dịch ngập ớt. Để vào chỗ thoáng mát khoảng 3 đến 5 ngày là dùng được.